Anh Trần nào xem. Tên hay nhỉ? Anh Được Trần. rồi, Dạ, xin mời cả nhà. Xin mời cả xuống ạ. rồi xin mời cả nhà. Rồi có gì dùng ấy ha. Dạ, Ông hay là quá công ngon ơi, rồi. ông công hôm nay nấu cơm. hôm nay là mình ở ở đây là giáo xứ Ngọc giáo xứ Lâm. Ngọc Lâm. Ngọc Lâm thì cũng cách Không. nếu nếu cách Thọ Hà thì sang Hòa xa thôi, Hòa Bà Nam Dục Bình Tây. khác huyện. Dạ khác huyện. Bà Dục Tây, Bà Mày đi Dục xuống Tây. dưới chỗ cầu La Ngà có cái đường qua Thọ Hòa đó. Dạ. Bật lại xuống cái Phú Túc, thì xong Dạ. Phú Túc qua giáo Dạ. xứ Thọ Hòa. Ở hình như ông Nguyễn Duy Tân trước đây cũng là phó sứ Phó ở sứ ở trên Thọ qua Lâm phó phó sứ Thọ này. Lâm. Dạ, Xích ở con này, xích hồi con này. hồi hồi trước ông ấy có như vậy không Ơi. anh? Lúc mà ông ở dưới giáo xứ mình không có không có. Từ hồi làm chánh xứ ở trên kia mới bắt đầu có chuyện. Đau đau khổ đi chứ. Ở trong trong đạo mình mà có một người như thế làm ảnh hưởng tới Ảnh rất là hưởng nhiều người. Nói là ở em rất mừng là về dưới này rất là nhiều bà con giáo dân qua nay em gặp không có ai mà giáo dân đồng không à, không ai đồng tình với cách làm của ông. 80% là vô, có nhiều người nó thấy mình livestream thì các mình nói em nó né không à. Người ta cũng ngại, người ta lên tiếng, người ta sợ bị cộng đồng nói là Chát này. tại sao không binh vực cha đúng không? Tại cha là phải binh Anh nhục ạ. Chát. Tôi nói Có là cái sự việc mà nó xảy không? Đợt ở này cả chắc phải ông ngâm đang thôi. làm cái hiện tại Không làm nướng được linh đồ mục này của giáo chát. xứ Thọ Hòa Dạ phải thì ngâm nước mấy bữa thì mới qua thấy cái được sự rồi, việc đúng mà không? clip lên mạng, trên mạng của ông live stream trên mạng hàng ngày để xúc phạm thành Chát phố Hồ Chí luôn. Minh này nọ như vậy đó, Dạ. thì hầu Hỏi như khô có là gì không? ở địa bàn của cái Ngay. giáo xứ Ngọc Lâm này Coi nó có là cá gì cuối nằm cùng cá. 97%, 97,7% Thôi là nướng dân chiên nước à. đạo Công giáo. Nước cho được Nhưng đạo qua cái nội dung sự việc xem trên mạng livestream của ông Nguyễn Duy Tân, hầu như là giáo dân người ta không đồng tình quan mà. điểm với cái Cách làm không cách làm của ông Tân. Dạ. Người ta rất thì bức xúc, nhưng người ta lại không dám để phản biện lại về vấn đề trên mạng xã hội này nọ như vậy, có nghĩa là bức xúc trong lòng thôi chứ không dám Dạ. đưa lên trên mạng để phản biện đối với ông trực tiếp với ông Nguyễn Duy Tân. Theo Đấy, theo theo như anh đó thấy là là cái vì cái lý do gì mà người ta không dám? thì cái vấn đề thứ nhất đó là người ta không muốn này nọ vì vấn đề là giữa linh mục và giáo dân này nọ như vậy đó. Dạ. Nói chung nó không quan tâm tới. Đó. Rõ ràng em Bức thấy xúc chứ không phải là không quan bức tâm, xúc rất nhưng mà là người ta vẫn đúng sợ không? dây. Người ta bức xúc nhưng mà Rồi người ta lại sợ bị người ta vẫn sợ cha hơn là sợ chính quyền. Các mày ăn thấy vậy đi. Dạ Bị gì cha nó nghe. chính quyền này có thể không nghe. em nói là ở nơi nào mà các vị linh mục mà chỉ cần ủng hộ đảng nhà nước thôi là quá ngon. Tôi nói như thế này nha, quan điểm đó rõ ràng, cũng cha cũng nhiều cha mình không vơ đũa cá nắm. Sao ông cha Hưng ông về cái xứ Ngọc Lâm này ông phát triển, Ai cũng yêu quý không? ai cũng yêu quý, ông đi người ta thiết, Dạ. mà tới những thằng cha khác là về là ta đây ghê lắm, Dạ. coi thường chính quyền. Dạ. Thì trên quan điểm một tôi là một giáo dân thôi, Dạ. nhưng mà anh không ấy là anh là chủ chăn chủ chủ chiên chủ chăn Dạ. mà anh không được thì tôi theo anh làm gì, anh giảng ở vợ nhà thì mở mạng thôi, tôi nghe các cha khác giảng ngon hơn. Dạ. Dù con rất mừng là Nè con tao về ấy, đây, mọi người không có rầy rà gì tao con. có một trường hợp Dạ. vậy nè, tao mới bỏ đạo. Dạ. Đây cũng nói thiệt lần này là đạo Công giáo ra, Dạ. con tôi là sĩ quan chế độ này, Dạ. khi cưới vợ thì bắt buộc này khác, mà nó từ trên kia về đây hẹn 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 đã đợi lên tới gì gì đó làm phép chuẩn phải không, mày Dạ. thì tao đâu nháo biết Dạ, bực theo xúc chuẩn. cha cha trốn Cha không chuẩn. Sắp miếng nước đi. Cha trốn cha hả? hẹn cha trốn Dạ. vậy là cha nói dốc, vậy là cha con có tội không? Chúa có bảo anh có điều răn thứ thứ sáu à? Dạ. Chớ làm chuyện dối nha. Không phải. Chớ nói không Chưa cái gì? cho nó cho Không dối sự ngựa ở trên mười điều răn điều răn thứ sáu và thứ năm gì đó tao còn nhớ là thứ nhất là mình nói ở đây là nó không không nói dối. mà. Chớ làm chứng dối thì đúng rồi đó. Hai vợ chồng nó ra thì ta cũng chấp hành Dạ. ra, tức là giấu luôn đó, bởi vì nó làm bên giảng viên bên chính trị Dạ. đó, lý lịch thì mày khai tôn giáo Thiên Chúa mẹ dưỡng xóa trần ai ra khỏi. Bây giờ thực ra em con nghĩ được không có gì phải xóa cả. Với cái sự xây dựng xã Không hội được dân chủ mình hiện tại đó thì tôi vậy cái đi quyền lợi tôi lại không chính trị nó đúng, chỉ duy nhất là người ta đánh giá cái tư tưởng hiện tại của mình em để là đi cái xong em gì lên phát chứ không phải là người ta đánh giá cái tôn giáo của mình không mà là phải cái đâu. tư tưởng hiện tại của cái người đó nó như thế nào thôi. Nói chung là Dạ. nó là ngon, một năm mà Dạ, đi ngoài Hà Nội là mấy lần rồi. vậy là tuyệt vời. Nhưng mà nó vẫn